Phan Như Thảo phủ nhận mang bầu lần hai. Cựu người mẫu Phan Như Thảo bị nghi mang bầu khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm và vòng hai to bất thường trong sự kiện mới đây, nhưng cô phủ nhận. Trả lời Ngôi Sao chiều ngày 18 tháng 10, Phan Như Thảo khẳng định chưa có tin vui, tiết lộ vừa trải qua ca phẫu thuật quan trọng. Tôi liên tục truyền giảm đau, tiếp nước biển trong nhiều ngày nên cơ thể tích nước, chân tay bị sưng, cô nói. Bà xã đại gia Đức An cho biết sau ca phẫu thuật, cô đang trong quá trình dùng thuốc để ổn định sức khỏe nên cơ thể phì nhiêu vì tích nước. Trước đó, cựu người mẫu nhận nhiều câu hỏi về việc đang mang bầu hay tăng cân trở lại vì vòng hai tròn trịa khi xuất hiện tại sự kiện hôm 17 tháng 10. Hiện sức khỏe cựu người mẫu đã cải thiện nhưng vẫn uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Cô được khuyến khích bồi dưỡng nhưng tự hạn chế vì sợ mập, chỉ tích cực ăn rau củ và một số thực phẩm giàu đạm. Theo Phan Như Thảo, cô cảm nhận cơ thể nặng nề nên đi cân nhưng các chỉ số vẫn ổn định. Cô nói không quá lo lắng khi mất form dáng vì có thể điều chỉnh từ từ sau khi kết thúc quá trình trị bệnh. Dù thỉnh thoảng bị mệt, cựu người mẫu duy trì lịch làm việc thay vì nghỉ dưỡng. Cô cho biết không thể ngồi yên vì sắp tới có nhiều dự án kinh doanh lẫn nghệ thuật cần thực hiện. Trước đó, cựu người mẫu từng chạm mốc 90kg trong quá trình mang thai bé bồ câu. Từ sau dịch Covid-19, cô chăm chỉ ăn kiêng, tập luyện nên giảm khoảng 25kg. Gần nhất, cô được khen dáng đẹp như xưa khi liên tục khoe vai gầy, eo thon. Người đẹp nói tự tin và biết hài lòng với sắc vóc trời phú. Tôi tự thấy mình đẹp là được. Dù 90kg hay 65kg tôi vẫn là Thảo ù thôi, Phan Như Thảo cho biết. Phan Như Thảo sinh năm 1988, từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007, giải nhất Người Mẫu Triển Vọng 2008. Năm 2013, người đẹp đại diện Việt Nam tại Asianet Top Model. Cô từng đóng phim Sắc Đẹp và Danh Vọng. Số phận bị đánh cắp, ranh giới trắng đen, gái ế kén chồng. Phan Như Thảo đính hôn với doanh nhân Đức An giữa tháng 11 năm 2015. Năm 2016, cô sinh con gái bồ câu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.